Lập tan thoái hóa đốt sống cổ. Bằng nước lá cây mật gấu pha với bia. Được bạn chỉ cách chữa thoái hóa đốt sống cổ. Tôi về nhà hái lá mật gấu rồi đem giã nát. Lấy nước. Pha cùng với bia uống. Hơn nửa tháng sau các cơn đau dứt hẳn. Tay chân hoạt động linh hoạt bình thường. Ông Đàm Hạp chia sẻ. Tê liệt vai. Cánh tay phải do thoái hóa đốt sống cổ. Lương Y Trần Lập. Nguyên Ủy viên Thư ký Hội đông Y Thị xã Sóc Trăng nay là thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng giới thiệu cho tòa soạn một kỳ nhân tử chữa bệnh bằng lá cây mật gấu rất hiệu nghiệm ông lập khẳng định chính ông là một lương y một chuyên viên nghiên cứu thảo dược mà phải xuống nước xin đi học hỏi thêm cách trị bệnh thần kỳ của người đàn ông này người đàn ông có cách chữa bệnh rất đặc biệt nhận được nhiều lời khen ngợi của ông lập chính là ông đàm hạp sáu bảy tuổi Ngụ đường Mạc Đĩnh Chi, phường 9, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Hiện tại ông Hạp đang là chủ một cơ sở kinh doanh, vật liệu xây dựng ở địa phương, công việc buôn bán. Đi lại nhiều khiến cơ thể ông hoạt động liên tục, ít có thời gian thư giãn, nghỉ ngơi. Dù được vợ con khuyên ngăn, không cho động tay vào các việc nặng nhọc, nhưng mỗi khi rảnh rỗi, ông Hạp lại mệt mài bê gạch xúc cát, lên xi măng khiến nhiều nhân công làm thuê vô cùng ngạc nhiên và khen ngợi sức khỏe của ông. Nhưng ít người được biết, để có sức khỏe như hôm nay, người đàn ông này đã có một khoảng thời gian sống giờ chết giờ với căn bệnh thoái hóa đốt sống cổ. Ông Hạp cho biết, đầu năm 2012, những dấu hiệu của bệnh tuổi già bắt đầu xuất hiện rõ rệt trong ông. Khi đó tình trạng sức khỏe của ông luôn ở chế độ báo động đỏ. Ông đau nhức khắp các khớp, đặc biệt vùng cổ, vai và cánh tay. Lúc này ông Hạp chỉ nghĩ mình đã già, nên mắc các bệnh về sướng khớp cũng là chuyện thường tình. Đây chỉ là bệnh vặt. Nghĩ thế nên ông Hạp cứ để cơn đau, hành hạ trong hơn một tháng, mà không đi khám hay uống một viên thuốc. Dùng một miếng rán giảm đau nào. Nhưng rồi những cơn đau nhức kéo dài không dứt phần cánh tay phải bị tê liệt, khiến ông không thể nào cử động mạnh. Ngay cả việc bưng bát cơm, gắp con cá cũng là một việc rất khó khăn với ông. Chứng kiến cảnh bệnh tật của ông Hạp, chị Đàm Thị Tâm, 30 tuổi, con gái ông Hạp, cùng các thành viên trong gia đình, vô cùng lo lắng. Chị Tâm kể, ngày đó, cha tôi cầm đôi đồ ăn cơm cũng không được. Mỗi lần ăn cơm phải kê một cái ghế cao lên ngang tầm thì cha ăn mới được công việc kinh doanh ông cũng không thể nào làm được đến việc cầm bút ghi sổ sách cha tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn nên phải bàn giao hết công việc lại cho các con ngày trước ai cũng nghĩ cha tôi bị bệnh hành đến cuối đời bởi nằm bệnh viện đi bác sĩ tư cũng không hết được tiếp lời con gái ông hạp cười lớn cái gì tôi cũng không sợ chỉ sợ mỗi bệnh về xương khớp. Nó đau đớn. Hành hạ mình suốt không thể nào chịu được. Ăn không được. Ngủ không xong. Đi đứng thì lúc được lúc không. Riêng cái tay phải của tôi rất tê. Cảm giác như thiếu máu. Như có hàng ngàn mũi kim chích vào da thịt mình vậy. Điều này khiến tinh thần tôi suy sụp hẳn đi. Từ ngày mắc bệnh, tôi sụt ký một cách rõ rệt. Từ trọng lượng 60 đến 70 kg tôi giảm còn 50kg. Nhìn tôi mà ai cũng sót. Được một tháng ở nhà cam chịu. Cộng với uống thuốc giảm đau. Nhưng không hiệu quả. Tôi mới vội đi khám. Ở bệnh viện đa khoa Sóc Trăng. Các bác sĩ xác định tôi bị thoái hóa đốt sống cổ. Tôi có thắc mắc hỏi. Đối với người ít hoạt động. Không tập thể dục thì bị thoái hóa đốt sống cổ đã đành. Còn tôi ăn uống điều độ. Đi lại hoạt động liên tục thì làm sao mà bị được. Các bác sĩ bảo do tuổi tôi đã cao, cộng với hoạt động đi lại nhiều. Khuôn vác, làm nặng khiến các khớp yếu dần nên dẫn đến thoái hóa. Sau hơn 2 tuần dùng thuốc giảm đau và thực hiện các phương pháp điều trị, nhưng các cơn đau vẫn cứ kéo dài âm ỉ trong người. Ông Hạp ngày càng thất vọng. Tôi chữa trị tại bệnh viện, được kê toa thuốc uống đầy đủ rồi về nhà tôi còn kiên cứ một số món ăn nữa. Nhưng tôi thấy cơ thể vẫn mệt mỏi. Đau nhức vai. Cổ. Nhất là cánh tay cứ nhấc lên là đau nhức dữ dội. Ba ngón tay bị tê giật liên tục không còn cảm giác luôn. Tôi không thể làm được bất cứ việc lớn nhỏ nào trong nhà. Hơn 10 ngày uống thuốc thấy không bớt. Tôi còn đi thêm bác sĩ tư bên ngoài. Nhưng cũng đành mang nỗi thất vọng trở về nhà. Ông Tùng cho biết. Bài thuốc thần kỳ từ lá mật gấu và bia Có bệnh thì vái tư phương Gặp ai ông Hạp cũng than vãn xem họ có thông tin gì Về cách chữa căn bệnh mà ông đang mắc phải không Và rồi qua mối quan hệ bạn bè Ông Hạp đã được một người bạn chỉ cho một phương thuốc Chữa bệnh được truyền miệng trong dân gian Không cần tốn nhiều tiền và công sức Chỉ sau 10 ngày dùng thuốc Bệnh tình ông Hạp đã thuyên giảm rõ rệt cánh tay không còn đau nhức mỗi khi nhấc lên. Các ngón tay cử động lại bình thường và vùng vai. Cổ không còn bị, hành, đau nhức. Chúng tôi hỏi bệnh tình ngày càng trở nặng. Tại sao ông không lên các bệnh viện lớn? Uy tín để điều trị. Ông đàm hạp trả lời. Bệnh tình nguy nan ai mà không sợ. Ban đầu tôi có dùng thuốc. Của bệnh viện và bác sĩ tư kê toa. Nhưng hình như thuốc quá nhẹ nên chẳng đả động hay kìm chế được cơn đau trong người tôi. Tôi rất chán nản. Định bỏ mặc cho bệnh hành hạ, nhưng vợ con thì liên tục khuyên tôi nên đến các bệnh viện lớn uy tín trên thành phố Hồ Chí Minh, khám lại bệnh tình cho kỹ hơn rồi từ từ tìm cách chữa trị cho phù hợp. Chứ tôi cứ ở nhà uống thuốc tây giảm đau. Thế này thì làm sao chữa dứt hẳn được bệnh? Nghe gia đình nói vậy, tôi cũng định đi khám nhưng công việc trong nhà cứ dồn dập mãi tôi không rảnh tay được rồi một số bạn bè giới thiệu nhiều bài thuốc quý nên tôi quyết định chuyển sang uống thuốc nam chưa hiểu biết cặn kẽ và chưa có nhận xét từ các lương y vậy tại sao ông lại tin tưởng tuyệt đối vào bài thuốc của người bạn giới thiệu ban đầu tôi cũng tỏ vẻ ngờ vực vì trước nay hễ có bệnh là tôi đi bệnh viện chứ không dùng thuốc nam nhưng nghe nhiều câu chuyện hấp dẫn về một số người từng chữa được bệnh như mình. Nên tôi mới để ý. Rồi tôi tự tay pha thuốc y như chỉ dẫn rồi dùng thử. Khi tôi có ý dùng lá mật gấu với bia, ai trong nhà cũng phản đối. Mấy đứa con còn khuyên tôi đừng làm liều. Để chúng nó đưa tôi đi bệnh viện. Chứ nhỡ tôi có mệnh hệ gì thì tính sao? Ông! Bạn chỉ cho tôi phương thuốc kể. Hồi xưa anh ruột của ông bị bệnh về xương được một người lạ mặt chỉ dẫn về nhà kiếm lá mật gấu uống với rượu là hết anh trai ổng về làm theo và khỏi hoàn toàn bệnh sau đó ông giữ lại bài thuốc và truyền lại cho người thân cùng một số người bạn khác ông có thể chia sẻ chi tiết hơn về bài thuốc này không ạ à? ông bạn tôi chỉ rõ bài thuốc có hai thành phần rất đơn giản chỉ gồm lá mật gấu và một ly rượu vừa đủ bạn tôi cũng bảo nếu không uống được rượu thì dùng bia pha với lá cây mật gấu giã nát sau khi nghe ông bạn nói tôi mới ngả ngửa vì trong vườn nhà mình có trồng cây mật gấu này cây này nhà tôi trồng được mười mấy năm rồi mà không ai biết dùng nó làm gì nó rất dễ sống chỉ cần có gốc hoặc cành cây mình găm xuống đất là sống cây này do bà chỉ sống nước ngoài của tôi mang vào vườn kêu người nhà tôi cứ găm đại vào một góc nào đó sau này dùng làm thuốc chữa được nhiều bệnh lắm. Tôi ra vườn hái lá mật gấu tươi, rửa sạch rồi giã nát lá pha cùng với một cốc bia, vắt nước uống sau khi ăn cơm. Tùy theo thể trạng từng người mà pha bia nhiều hay ít, có người tiểu lượng cao thì dùng một lon, người yếu hơn thì có thể dùng nửa lon. Còn tôi khi đó chỉ dùng nửa lon bia pha với 7 đến 8 lá mật gấu được giã nát. Do tiểu lượng yếu nên tôi chỉ uống sau bữa cơm tối rồi đi ngủ luôn. Bệnh tình sau đó của ông chuyển biến như thế nào? Ban đầu, tôi uống thuốc vẫn thấy bình thường, chưa cảm nhận được gì nhiều. Các cơn đau vẫn hành mỗi khi tôi lắc cổ, nhìn nghiêng hay nhấc cánh tay lên, tôi chỉ cần cử động nhẹ là tay, cổ và vai đau dữ dội. Cộng thêm uống nước thuốc vào, thấy vị rất đắng nên tôi cũng hơi ngán. Nhưng nghị thuốc đắng mới dã tật nên tôi vẫn kiên trì uống. Bịt mũi uống. Tôi cảm nhận rõ từ ngày thứ 10 sau khi uống nước này, các cơn đau hình như được kìm chế lại. Thường thì mỗi buổi sáng khi thức dậy, tôi vô ý cử động cánh tay phải là nó đau nhức vô cùng. Ba ngón tay lúc nào cũng trong trạng thái co giật, tê mất cảm giác. Nhưng từ ngày đó trở đi thì các cơn đau dần biến mất. Và cánh tay tôi nâng lên hạ xuống bình thường không còn cảm giác cứng nhắc hay đau đớn nữa thấy thuốc có kết quả bất ngờ tôi uống thêm một tuần nữa rồi nghỉ luôn vì bệnh đã tan biến trong thời gian uống lá mật gấu với bia ông có uống thêm thuốc gì không không tôi chỉ dùng lá mật gấu với bia thôi ngày đầu không quen dùng hết một lon bia nên tôi say ngủ ly bì cả ngày rồi từ đó tôi giảm lượng bia lại chỉ dùng nửa lon thôi Tôi uống trước khi đi ngủ và sáng thức dậy tôi hay tập thể dục. Đi lại rồi tập xoay cổ, nhấc tay lên xuống thôi. Hiện tại bệnh của ông đã dứt hẳn. Bệnh đã được chữa khỏi 100% chưa thì tôi không dám chắc. Vì ngày đó sau khi uống nước thuốc hết đau nhức, tay được cử động lại bình thường thì tôi bận rộn quá nên cũng quên luôn không đi khám lại. Do đó không biết kết quả chính xác nhất Tuy nhiên chỉ bằng cảm nhận của bản thân mình thì tôi thấy bệnh đã hết 100%. Cơ thể không còn bị đau nhức. Tê mỏi. Dứt thuốc đến nay đã gần 3 năm. Tôi không hề thấy bệnh tái phát. Đến nay tôi vẫn khỏe mạnh. Đi làm suốt có khi còn khuân vác được vài bao xi măng nữa. Theo kinh nghiệm tích lũy trong nhiều năm qua. Lương Y Trần Lập ngạc nhiên chia sẻ. Về trường hợp lá cây mật gấu kết hợp với bia có thể chữa dứt được thoái hóa cột sống cổ thì ông chưa thực nghiệm lần nào. Nhưng trường hợp của ông Đàm Hạp là một điều rất bất ngờ và là phát hiện mới mẻ trong Đông y. Cho đến nay, dược tính cây mật gấu đang được các lương y nghiên cứu và hoàn thiện hóa. Được biết mật gấu là loại thảo dược rất dễ trồng. Có sức sống cao dù cám ở đâu. Cây vẫn sống và phát triển bình thường. Lá cây mật gấu có tính năng giải độc Thanh lọc cơ thể chỉ được các bệnh về gan, thân cây, rễ cây có thể chứa được bệnh cao huyết áp, đường huyết, thoái hóa khớp. Nhưng cần tìm hiểu rõ hơn về cơ địa người bệnh, mà lương y sẽ xem xét liều lượng và phối hợp cùng một số dược liệu khác. Nhưng cần tìm hiểu rõ hơn về cơ địa người bệnh, mà lương y sẽ xem xét liều lượng và phối hợp cùng một số dược liệu khác.